cũng có kèm theo cả dây cước của bác nhá. Chứ để tránh trường hợp là một số bác là nhìn thấy là cái dây cước nó nhỏ quá ấy. Các bác nói rằng là thợ gì xay sao lại không có dây cước ấy. Thì nếu mà bây giờ để mà chú xay không có dùng dây cước thì chú có làm được không? Ở đây thì là mặc dù là thợ có giỏi đến đâu ấy mà không có dùng cước này để mà xay nhà đâu các bác. Thì đôi lúc khi mà xay xong chắc chắn là sẽ có gạch là viên là thụt ra thụt vào. Chào Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới xin chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Chào các bác các chị ạ. Mấy hôm trước thì cháu Lực có bận một chút việc cho nên là không xuống nhà của hai ông cháu được. Và đến hôm nay thì cháu Lực đã quay trở lại về được các bác. Sau khi mà quay trở lại thì nhìn đằng sau thì thấy là mấy anh em thợ đã hoàn thiện là cái phần móng của nó. Phần móng rồi các bác ạ, đã lên được, mấy em thợ đã lên là một chút hàng gạch rồi. Thời gian này thì là cũng không, thời tiết là cũng không có ủng hộ mấy các bác ạ. Cho nên là nắng lúc nào là mấy anh em thợ là đi vào làm lúc đấy thôi. Thế hôm nay thì Mạnh đi đâu rồi không? Mẹ bảo cái nhà bà trẻ cái gì? Mạnh đi nhà bà trẻ à? Vâng. Thế là Mạnh thì là hôm nào đi học không? Bà thứ hai đi học. Thứ hai à? Thế hôm nay là thứ bảy. Hôm nay là thứ bảy. Thế thì ngày kia là Mạnh đi học rồi. Ngày kia đi. Ngày kia đi thì ông có đưa Mạnh đi lên trường không? Đưa đi chứ. Đưa lên trường để biết trường là trường nào đúng không? Vâng. Vâng. Đấy. Thời gian trôi rất là nhanh các bác ạ. Mấy ngày nào mà cháu Lực xuống thôi là Mạnh đang học là lớp 5 tuổi. Đấy đến thời điểm hiện tại thì là Mạnh lên lớp 1 tuổi rồi. Và cũng chuẩn bị là được 6 tuổi. Ông Mạnh thì có ngủ ở trong trường không ông? Chưa biết được. Chưa biết á? Thế hôm nọ ông làm giấy tờ thì là chưa được ngủ à? Chưa được đi làm à? Vâng. Thế ông thì hôm nay công việc của ông là ông ở nhà làm những gì ông hôm nay ấy? Ông lấy củi này, đồ củi này, lấy cỏ trâu, dâu lượn thôi. Cái thời điểm hiện tại thì là ruộng nương của ông ấy thì là cũng không có nhiều các bác. Là cũng chỉ đủ là cho hai ông cháu. Có những năm thì là ruộng ở nhà ông là còn là thiếu. Đấy, mấy hôm nay thì là ở nhà là ông cũng chỉ là loanh quanh là làm những công việc ở nhà thôi. Và kèm theo đó là cũng có là không biết là ông có phụ được mấy em thợ cái gì không. Nhưng mà ông phụ được ông mấy em thợ là cái gì thì là phụ cái đấy. Đó là cũng chỉ phụ được là trộn vứa này kia đâu các bác. Và rất là mong mấy hôm vừa rồi cháu Lực có bận một chút việc các bác. Thì rất là mong các bác thông cảm là cháu Lực không có xuống ghi hình mấy anh em thợ là trong lúc mà làm đổ cái phần móng thôi. Thì hôm nay cháu Lực đi vào và ghi hình cho các bác xem là cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là tới đâu rồi các bác nhé. Còn bây giờ thì xin mời các bác theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào để mà hỏi mấy anh em thợ là một chút của bác xem là có phụ được mấy em thợ là cái gì không. Cái cột này là ông để vào hướng cửa không? Cột này ấy. Đây ở đâu ấy? Ở đây là ông còn phải chọn thêm là cái hướng cửa nó đi vào chỗ nào để cho nó đẹp nữa. Hôm nọ thì ông cũng có đi gọi là thầy về xem hướng cửa. Các bác bây giờ thì một ngôi nhà thì làm thì nó ở cả đời mà chứ không phải là làm ở một ngày hai cho nên là mình không thể là vội vàng được. Đấy, nếu như mà thời gian vừa rồi mà không mưa thì các bác có thể là hiện tại ngôi nhà của hai ông cháu thì đã dần là hoàn thành rồi và hoàn thiện rồi. Đấy, cho chào chú Toán nhá. Đây, chú gửi một lời chào tới các bác mà chú. Xin chào cô chú anh chị ạ. Cứ nhìn ra kia được nhìn cháu. Xin chào cô chú anh chị. Công việc của mấy hôm nay chú làm gì? Mấy hôm nay làm móng, làm sát, làm móng. Bây giờ lên tường. Bây giờ lên tường cả. Thế hôm nọ mà trong lúc mà chú đổ móng như này thì chú vẫn điện cho cháu nhưng mà là trên này thì có mưa to không chú? Không đổ móng ấy. Có. Hôm nay đang mưa to mà. Thế thời gian này thì là có hôm nào mà làm mà chọn làm mà kiểu đủ nguyên một ngày không hay là mỗi ngày là làm một tí thôi? Mỗi ngày làm một tí thôi, mỗi ngày hôm nay nắng, mỗi ngày hôm nay là tạnh mưa mới có buổi thì làm được 1-2 tiếng xong rồi nghỉ. Hôm trước thì cháu Lực cũng có ghi hình lên cho các bác xem các bác. Thì cháu Lực cũng có cùng bố mẹ này cùng lại thêm là mấy anh em làm với nhau nữa và có đi xuống Hạ Long làm một chuyến.
Đấy, sau khi mà cháu được đi ấy, thì cháu Lực cũng có là bàn giao lại cái công việc cho mấy anh em đội thợ, để mấy anh em thợ đội thợ là tiến hành vào làm. Gạch này thì là hôm nọ vận chuyển xuống đấy cô bác ạ, là thành ra là nó bị dính cái bụi xi này, thành ra là bây giờ khi mà trời mưa xuống ấy, nó sẽ tạo thành gạch là hơi đen đen một chút cô bác đấy, nhưng mà không có ảnh hưởng gì tới chất lượng gạch cả. Và đặc biệt là ở đây là cũng có kèm theo cả dây cước của bác nhá, chứ để tránh trường hợp là một số bác là nhìn thấy là cái dây cước nó nhỏ quá ấy. Các bác nói rằng là thợ gì xay sao lại không có dây cước ấy, thì nếu mà bây giờ để mà chú xay không có dùng dây cước thì chú có làm được không? Ngắn thì được, ngắn thì được đúng không? Nhưng mà dài thì không được đúng không? Nhà vệ sinh bé thì được. Nhưng mà nhà vệ sinh bé thì cũng không có được, nếu mà không có được thẳng lắm thì phải nắn lại ấy nhỉ. Đây thì là mặc dù là thợ có giỏi đến đâu ấy mà không có dùng cước này để mà xây nhà đấy các bác, thì đôi lúc khi mà xây xong chắc chắn là sẽ có gạch là viên mà thụt ra thụt vào. Các cô thì là lên trên để mà bóc gạch xuống, và nói là hôm nọ là định để gạch là ở chỗ khác cô bác đấy, nhưng mà các bác nhìn rồi là ở cái chỗ mà nền nhà ấy, bây giờ nếu mà hôm nọ mà tập kết vật liệu là để hết ra bên này này, thì đến lúc mà mình làm nhà thế này thì lại phải là mình chuyển ra ngoài rồi. Cái hướng bên này là cái hướng nhà vệ sinh của bác ạ. Em trái phòng nhé. Chào em nhá. Cháu chào các ông bà, cô chú, anh chị ạ. Hôm nay là mới làm đủ trọn ngày à anh? Vâng đúng rồi, thì thời gian này hôm cái chiều mà lúc mà đổ móng ấy thì mưa buổi sáng hay là mưa buổi chiều anh? Anh đổ buổi chiều. Đổ buổi chiều à? Này có thể là bây giờ trong lúc mà đang đi vào phần móng đấy, nhìn ngôi nhà nó sẽ khá là hẹp, nhưng mà sau khi hoàn thiện là nó sẽ rất là rộng các bác ạ. Như ở nhà của em Sử trên cũng thế thôi, lúc đầu mà làm ấy nhìn trong lúc mà lên móng ấy rất là hẹp, nhưng mà sau khi mà hoàn thiện ấy là nhìn nhà ngôi nhà rất là rộng. Còn ở phía bên này là hai cái phòng ngủ. Ra phía bên này thì hiện tại là nó đã bị như kiểu là mưa nhiều quá đấy cô bác, mưa nhiều quá thành ra là nó bị sạt ở cái phần trong này. Đấy, nhưng mà sau khi mà mấy nữa mấy anh em đội thợ là hoàn thiện thêm một chút rồi, thì cái phần vào trong nhà này cô bác này thì là vẫn phải là đấy đất để cao lên. Vừa rồi thì cháu Lực là nói đến cái phần này này cô bác này, lúc mà đào lên ấy, lúc mà vừa đào ấy thì là nó không bị gì cả, nhưng mà đến sau một cái khoảng thời gian nó mưa nhiều quá thì hiện tại nó đã bị là tạo thành một cái hố rồi. Thì là để sau này mình sẽ tận dụng lại cái phần đất này, mình đào lại cho nó thỏi, xong là để vào cái phần móng nhà, phần trong nhà đấy. Ở đây ở đằng sau nhà hai ông cháu thì cũng có vẻ như là thời gian mưa nhiều quá, không biết là bây giờ nước nó bị gì từ đâu ra các bác này. Nếu mà như sau này là bị gì nhiều quá thì chắc chắn nó sẽ phải làm cái ránh ở nhà của hai ông cháu ấy, để cho nước nó không có ngấm được vào, làm hai cái ránh chảy cho hết ra bên nhà. Nhưng mà sau này là chỗ này là phải đào ra một tí đấy ông ạ. Sau này bên kia là phải đào ra đấy, chứ không là còn không đi vào chắc được đâu. Kia là cao lắm, không phải đất. Kia là không phải đất à ông? Người ta không cho à? Người ta không đào ra đào đấy à? Đào chỉ sửa được, dùng nó trên lên lửa xuống. Nhưng mà đào được thế thì đào số đất này xong, chắc xong là bắt đầu là xây từ 1 mét lên để đường từ cái này người ta đi lại. Chỗ đấy là phải làm đường cho người ta đi lại không? Vâng, với cái này có con đường bên kia về. Thế là chỗ này là ông bây giờ ở nhà thì tranh thủ là cũng không làm gì ấy, xem là chỗ nào có đá hay không? Đây xem chỗ nào có đá thì mót về, xong ông cứ mót để một chỗ đây. Đến hôm nào vận chuyển thì cháu thuê người ra để mà vác cùng ông. Xong là ông đào chỗ kia ra, vừa đào được bao nhiêu thì ông kè bấy nhiêu. Hai bao xi thì ông bác cắt về, ông khắc đủ việc. Đấy hai bao xi á? Nhưng mà chỗ này là bây giờ nó sắt này quá ông. Bây giờ không được đâu, để sau này đào xong thì chắc xong thì mới kè lên. Bây giờ là đã kè mà kè vào thì nó có mỗi cái mưa xuống là mình không cưới được chắc đâu. Sau này nước nó ngấm vào đường hết rồi. Bây giờ nếu mà nước nó bị dò thế này, sau này nó bị dò thì là phải làm thêm cái ránh rồi. Đấy, phát
Đấy, cái phần cái ránh là làm như cái ránh là phải là phát sinh thêm rồi các bác ạ, cái ránh nhá. Chỗ này á? Chỗ này bây giờ mà đi kiếm được đá kè đá lên thì lại tốt quá rồi chỗ này ấy. Đá này toàn đá mềm thôi. Cái cột này thì là mấy anh em thợ cũng chuyển ra bên này rồi các bác. Hôm nọ thì đã để ra phía bên kia. Đây cả phần là cái phần tôn xốp này nữa. Ông thì sau khi mà ông chuyển ra thì ông cũng dùng bạt để mà che lại hết là hoàn toàn. Đấy cũng phải nói là cũng có một số các bác khán giả trên kênh cũng nói rằng là tại sao lại chưa đi vào đổ móng thì đã lấy vật liệu là vào hết rồi đấy. Nhưng mà bây giờ nếu mà không lấy được vật liệu vào hết đấy, thứ nhất là xe người ta là không đủ một chuyến. Và thứ hai thì là tranh thủ trời đang nắng thì là lấy vào luôn. Hôm nọ thì cái phần móng ấy thì là cháu Lực cũng không có đi xuống ghi hình được. Vì là các anh thì cũng là thợ hết rồi, cho nên là các anh chỉ cần bảo thôi các anh là cũng đã biết làm rồi. Đấy, từ ngày hôm nay đi thì bắt đầu là xuống chia sẻ đều cho các bác cùng biết về cái tiến độ làm nhà của hai ông cháu là nhanh hay là chậm cô bác nhá. Đấy thì có những chỗ nào mà còn sai sót ấy thì là rất là mong sẽ được các bác cô chú anh chị sẽ bảo với cháu Lực để làm sao mà cháu Lực biết thêm là một chút kinh nghiệm. Cắt hôm nọ điều nhiều xong là san lọc ra thì mới được chỗ này thôi hả anh? Chỗ này được tầm bao nhiêu khối đây bây giờ ấy? Cái phần cắt này thì hiện tại là vẫn chưa có đủ đâu các bác, là phải lấy thêm. Cần lấy vớ thì bảo em nhé. Đấy, lúc nào mà có công việc gì ấy thì các anh bảo thì mới giúp được các anh làm thôi. Trong gọi là cái lĩnh vực xây này thì là cũng không có biết cho lắm các bác. Thành ra là đôi lúc là cũng chỉ biết là các anh cũng chỉ biết là nhìn các anh làm thôi. Cái này là ngày mai mình đổ đất vào đây thêm à chú? Vâng. Đổ đất vào đây xong mình đầm xuống đúng không? Vâng. Như các bác có theo dõi được là những cái ngôi nhà nào mà người ta đã từng làm ấy là để cái phần móng nó cao lên ấy thì lúc mà mình ốp gạch ấy là phải lấy đất về để rất là nhiều. Như kiểu nhà của 6 mẹ con ở bên kết nối yêu thương không bác? Đấy là cũng làm những kiểu như này. Thì đằng trước này này các bác này, đằng trước này thì là sau này sẽ là xây cầu thang lên thành 3 cầu thang thì lúc mà mưa nhiều ấy thì nó sẽ ngấm được vào nhà. Ôi em tưởng là nhìn anh không còn dùng cước chứ. Hóa ra là vẫn dùng cước nhỉ. Đúng rồi. Trong cái quá trình mà đôi lúc mà mấy anh em làm đó các bác thì chắc chắn là sẽ có một hai câu là trêu nhau. Thì rất là mong các bác là các bác nghe cho các bác lại phải nhìn nữa các bác nhé. Xây công thì chắc thẳng đúng không anh? Dạ. Xây công thì chắc thẳng nhỉ. Đúng rồi anh. Mình mong rằng là thời tiết là ủng hộ tầm độ là 1 tháng các bác. Sao bê xì đây anh nhỉ? Còn về cái phần ở phần chỗ bên này này các bác này, chỗ bên này thì sau này sẽ làm một cái bếp củi. Sau này sẽ tận dụng lại những cái tấm ván này các bác này, những cái tấm ván này để làm thành cho ông một cái bếp củi ở đây. Thì là nhà của ông sẽ không có để không có làm bếp củi nữa. Cái này có đổ thêm nước vào anh ơi. Ừ.
thì hơi khô à? Nhưng mà từ hôm mà em đi mà không trời không mưa thì chắc giờ này phải gạch xây lên cao đấy anh nhờ. Đừng ngửi cái nhà á. Bây giờ thì phải nói là sau khi mà vận chuyển gạch này kia này xong được các bác này, thì là khi mà đi vào phần xây này rất là nhanh. Đây có hai chị là phụ, còn xây thì là anh Phòng với lại là chú Toán là chuyên là nhận xây, có các chị là chỉ có phụ vứa thôi. Gạch này là trong quá trình vận chuyển đó. Gạch này phải nói là nếu mà gạch này là không phải là gạch đỏ này các bác này, là cái gạch loại bi kìa, thì không biết là đến đây là có nên là phải đóng lại nó không ấy. Vì là nó đổ xuống nó đã bị một cái như kiểu là ảnh hưởng là lần một rồi. Xong là con quá trình mà mấy anh em thợ vận chuyển đấy từ đường trên kia xuống này thì các bác là cũng đã nhìn thấy rồi, đường nó đi khó quá. Không mà đến lúc mà các anh lại đổ lại xuống rồi lại vận chuyển tời từ trên kia xuống đây. Em thấy là anh hôm nọ lấy một cái máy cắt về đây đúng không? Cái máy đây là anh đừng để cắt gạch cả. Cái máy cắt ở trên này à? Mang xuống đây. Vâng. Tôi đưa về nó bán là nó. Gây à, tôi đưa đấy ạ. Đây rồi. Đây, từ lúc mà lấy gạch ấy, thì là gạch này cũng đâu đó là độ tầm là 2 tháng đấy anh nhỉ. Thật sự ra thì là cháu cũng không có mong muốn là cái trường hợp đấy nó xảy ra cả các bác ạ. Thế nhưng mà sau khi mà cháu Lực vừa mới lấy gạch vào thì thời tiết lại không ủng hộ rồi. Mưa liên tục trong 2 tháng rồi. Tôi đi xôi cho bên nào. Đi xôi. Các chị là chỉ có các anh làm ở gần nhà thì mới đi theo được để phụ vớ thôi nhở. Nếu mà đi xa thì không đi được đâu. Ở nhà thì còn có con cái nữa, có gia súc gia cầm nữa. Các chị thì được bao nhiêu một ngày anh? Hay em xuống từ sáng thì anh cũng giả cho em tầm đấy nhở? Em ít hơn cũng được. Thường thường một ngày đi phụ vứa là được bao tiền anh? Nếu mà trước anh đi ấy. À, trước anh đi ấy. Vâng. Trước anh đi có được 200 nghìn. Được bao nhiêu? 200 nghìn. Thế em, bây giờ nếu mà mình lên thợ thì rơi tầm bao tiền? Hơn 300 nghìn. Hơn 300 nghìn ạ? Nếu mà hôm nào mà anh cần người thì anh bảo em nhé. Để em bảo tám mươi. Tám mươi nhân một tám mươi sao ấy. Đúng rồi. Phải biết không? Anh đúng rồi. Anh nhìn thấy thì thế. Đúng rồi. 80 nhân 180 sao? Tầm chỉ tính 2 mét. Đúng rồi. Cũng là nhân 180. Trong phòng nhà vệ sinh thì rơi vào là 4 mét vuông rồi.
Thời gian này thì là bây giờ bé Mạnh là bắt đầu lên trường chính để học rồi các bác ạ. Một tuần là xuống, một tuần là về nhà được với ông là chỉ đâu đó là 1 đến 2 hôm thôi. Như Mạnh đang học tiểu học thì có thể là thứ bảy nghỉ này, chủ nhật nghỉ này, nhưng mà đến cấp 2 là chỉ nguyên nghỉ nguyên chủ nhật thôi. Nói chuyện là về nhà là ngủ với ông được một đêm thôi, lại phải đi rồi, phải đi học rồi. Nhưng bây giờ mà cho Mạnh mà đi đi lại lại như này này thì quãng đường của Mạnh đi học ấy thì cũng xa, cho nên là cách tốt nhất là có thể chỉ cho Mạnh là ở ký túc túc xá thôi. Còn là về những cái phần đằng sau này các bác này, sau này sẽ tận dụng lại là đào xuống cho nó thỏi ấy, cho nó dốc thỏi xuống để mà để cái phần được đang đứng này cho nó cao lên các bác nhé. Có nhà mới thì cũng vất vả đấy ông nhỉ? Thế là mấy hôm nay là ông là mặt mày là xanh xao hơn, tóc dài hơn nhỉ ông nhỉ? Để mai xuống thì cho cầm mày tăng đơ xuống cắt tóc cho ông. Vâng. Đây là tháng 1 tháng 7 đi thì nó không cắt nữa, nó cắt hôm nay rồi. Có 15 mới cho cắt. Chiến ở đây nó kiêng thế này. Thế cắt hôm nay à? Vâng. À, thế là có 15 mới cho cắt à? Vâng. Thế thì một nếu tí hôm nay không cắt thì có 15 mới cho cắt thế. À, thế thì một tí nó cắt luôn không? Vâng. Thế là phải kiêng 15 ngày à? Vâng. Cái đấy là cháu còn không biết cơ. Vâng. Thế là chuẩn bị có dằm à hay là như nào không? Có dằm đấy, 15, 14, 15 thì ăn dằm đấy. À. Dằm tháng 7. À. Một năm nó kiêng 2 tháng. À. Tháng giêng ấy, ăn tiết cũng thế. Tháng giêng thì cũng qua 15 đi mới cắt tóc, cho cắt tóc, móng tay cũng thế. Nhưng chụp ngừng ấy. Đấy, ông thì là ở nhà nếu mà trong lúc mà tranh thủ và không làm gì thì là có thể là ra kia đun nước về cho mấy anh em thở một chút đâu nhé. Vâng, lúc là đun cả ngày. Đun cả ngày được không? Vâng. Nó không có tiền, có tiền lì mua xích về cái thì đun sôi thì cho con xích. À, cho phích á? Đúng, xích không có. Buổi trưa là mấy anh em thợ là ăn cơm ở đây hay là đi về không? Đây cũng hẹp quá nó đi. Nhà hẹp quá à. Em Toán nào ăn Toán gần. Nhà của chú Toán là ở ngay phía quả đồi bên kia các bác này thì cũng khá là gần thôi. Thì lúc mà mấy anh em thợ đi về ấy, thì là đồ đạc này để lại cho ông để mà cho ông xem. Chứ cho cám lần cái gì nữa. Mới làm ở gần nhà thì mới đi thế được, nếu mà làm ở xa nhà là không có đi thế được đâu các bác ạ. Xa được. Ở đây thì là hôm nọ là nhà hai ông cháu đấy cũng không có, chưa có điện các bác, thì nhà là cháu Lực chưa có mua mấy quạt vào, chắc là để hôm nào xuống thì là mua mấy quạt xuống một tí để mấy anh em thợ là mấy ngủ trưa, buổi trưa xuống này thì có rất là nhiều dín vào cái mùa này ấy, xuống một tí thôi là thấy là đốt sưng hết cả chân tả tay lên rồi. Thế một tí nữa ông có đi đón Mạnh không? Tối mới đi đón Mạnh à? Giờ ông còn đi cắt cỏ bó. Ông lại đi cắt cỏ cho châu à? Cắt ở gần đây thôi chứ ông? Vâng. Đấy, cái chỗ mà cháu Lực với ông đang ngồi hiện tại này các bác này, sau này thì là sẽ để làm cái phần sân rồi các bác sau này ấy. Sau này nếu mà xem là cái phần kinh phí đó, khi mà hoàn thiện nhà là nếu mà còn dư ra thì có thể là làm thêm mái hiên được. Đấy, nhưng mà nếu mà không dư ra ấy, thì là nhà ông thì cũng có cây ấy, bảo ông ấy chặt thêm cây về sau mua pro về lập. Mua polo về lập để làm mái hiên. Đấy, nhưng mà polo lại không có được màu là giống như màu cái màu mà hôm nọ Thắng Lực là lấy về ở kia các bác. Polo này nó màu trắng. Anh Phong hết ra vứa rồi à? Chắc là phụ hôm nay xuống một buổi chắc là cũng được 100.000 đấy nhở? Cơm thì không nuôi. Nếu 200.000 là nuôi ăn ạ, à? Nuôi ăn uống à? Ăn cơm à? Ăn ở à anh? Đúng rồi. À. 200.000 là nuôi ăn ở, thế không ăn ở chắc là được cao hơn. Ây da!
Ui, mình chỉ đau lưng thế nhỉ? Đang trong lúc mà xây thấp thì là nó đau lưng, cao lên mấy nữa tầm này thì đỡ rồi nhỉ. Mấy nữa là phải vác dàn giáo rồi, bác cái dàn giáo rồi. Lên một hàng thì thấy là anh ấy là nâng cái dây cước này lên một lần. Đây, anh không xây thẳng là mai em lấy cái thước mà đo thăng bằng ra xem nó không thẳng là anh biết rồi đấy. Ok. Thằng này không cho em nhìn là biết mà đúng không? Đôi lúc nó vẫn lệch tí ấy. Thế anh bảo xây công thì chắc thẳng rồi. Nếu mà một ngày anh đi xây này thì là một ngày rơi vào tầm được bao nhiêu hàng gạch anh? Dạ. Vâng. Hàng gạch thì chiều cao chiều dài của mình ngắn hay dài đó. Chiều dài của mình nhá. Ví dụ như bây giờ chiều dài của nó là 5 mét đi thì anh lên được bao nhiêu hàng? 5 mét á. Vâng. Phải một ngày hay một buổi? Thì một buổi này. Một buổi phải lên được hơn 20 hàng á. Hơn 20 hàng à? Hơn 20 hàng thì 2, 3, 4, 5. Thế cũng đâu đó tầm độ là hơn mét đấy nhỉ? Cái này là 7 phân mà, 1 hàng á. Gạch nhé, cả dưới. Cứ quá gạch nhé, để mình để trên kia nó không khô ấy. Mưa như thế thì làm sao mà gạch nó khô được? Gạch mưa đâu đó là tầm độ 2 tuần. Đấy, nói đi nói lại thì là câu này nói đi nói lại một chút cô bác đấy, nhưng mà thực sự ra thì là cháu cũng không có mong muốn là gặp như cái gọi là cái tình huống này nó xảy ra cả. Thì cũng chỉ mong là khi mà được các bác ủng hộ rồi, các bác tin tưởng rồi, yêu quý rồi, đủ cái kinh phí để mà làm nhà rồi. Đủ kinh phí để làm nhà rồi là Tiến Anh vào làm thực hiện. Chỉ trong độ tầm độ 1 đến 2 tháng thôi là hoàn thiện rồi. Thì cháu Lực chỉ muốn là cái điều đấy thôi cô bác. Cái ống này để đo thăng bằng đấy hả anh? Đúng rồi. À. Chỗ này là sau này là thoải mái để mà làm thêm một cái bếp ông nhờ. Cái bao này này ông. Ông lúc mà mấy em thợ bóc này, ông bảo mấy em thợ là rút cái dây ra, sau này tận dụng lại để cái gì đấy. Để mà ông làm cái khâu lại làm tấm bạt không được này. Cái nguồn nước này mấy hôm nay chảy bị đi đi không? Nguồn nước này. Hay là nó bị tắc ở đâu không? Bị tắc ở đâu á? Thế là chảy bị ít này, nguồn nước này. Tấm ván này hôm nọ cưa được bao nhiêu tấm ạ? Anh Phòng nhỉ? Được 100 tấm không? Không nhớ à? Cái xẻng này có phải hôm nọ em mua xuống không anh? Hay là anh tự lấy về anh? Hôm nọ em mua à? Hai cái cú hai cái xẻng không nhỉ? Bay thì là các anh tự mua rồi các bác. Mỗi là hôm nọ là hai cú hai cái xẻng thì là số Lực mua xuống để mà đào cái phần nền thôi chứ còn là về cái dụng cụ của mấy anh em thợ làm ấy thì là mấy anh thợ sẽ khắc tự túc rồi. Trong quá trình mà làm thì là hỗ trợ được các anh thêm cái gì thì là hỗ trợ thôi các bác.
xếp bằng đây không? Bây giờ ông kè được chỗ này thì sau này sân của ông nó rộng thêm thôi. Còn ra bên kia thì sau này mà làm cho nó phẳng thì sân ở bên kia thì cũng tương đối rồi các bác ạ. Tương đối là cũng khá là rộng rồi. Cái tôn này mình để thế để sau này có sợ nó bị phai màu không anh nhỉ? Sau này thì cũng để lập, sau này cũng lập lên thôi mà. Lập lên người ta để mấy chục năm thì cũng không thấy bị gì cả. Ông tự chuyển về à? Một mình ông à? Người tấm ván này sau này chỉ để tận dụng lại làm cái dàn giáo thôi anh nhỉ, ván này. Hôm đó là chỉ cần nhất là đổ cái phần móng của nó thôi. Làm giáo xong rồi tận dụng làm cái bếp nữa. Vâng, làm cho ông cái bếp củi đây này. Bếp củi xong là làm kho để cuốc này, để xẻng này kia nữa. Cái lò á, sau này nếu mà gạch còn dư ra thì làm được, còn gạch không dư ra thì là không làm được rồi. Thấy nhau không nhá? Cái nhà tròi tròi của ông này làm tạm tạm, chắc là sau này gió to to về trong bay đi thôi mà. Ông nhỉ? Cái tròi bên kia thì là hôm nọ ông tận dụng lại cái cây gỗ mà trước ông dùng để làm nhà này các bác này. Cái gạch này nếu mà nó không bị cắt làm đôi nhiều ấy thì anh lấy cái máy kia về cắt nhá. Máy hôm nọ cái lưới cắt gạch em bảo anh nhé, chứ anh đừng lấy để này đập 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 như này nhá. Những cái viên gạch là hôm nọ là nó bị dính bụi xì đâu bác nhá, bây giờ mà nó cảm giác như là gạch nó đen xì nhỉ anh nhở. Vận chuyển xì trong lúc quá trình mà mấy anh em thợ vận chuyển xì các bác này là thả cái xi từ trên kia xuống là cái bụi của nó rơi xuống nữa nhá. Chứ là nó còn không có bao nào là bị bục đâu. Úi dồi ôi. Hết lấy à? Một chuyến chị điệu được bao nhiêu viên đấy? Chị chưa đếm. Chưa đếm à? Được tầm độ 10 viên không? Chắc là hơn đấy. Chắc là hơn à? Vâng. Trời nắng thì nhẹ hơn này, trời mưa này thì lại nặng hơn chị nhỉ? Vâng. Công việc thì không có nhiều, thành ra là hai anh em thợ thì cũng không có thuê thêm người ngoài cả. Hai vợ chồng là khắc làm rồi các bác ạ. Bây giờ thuê thì là chỉ có là thuê là thợ xay thôi. Trong thời tiết mà mưa thế này thì là cũng không có thể mà thuê được. Buổi sáng thì là mưa, không buổi chiều thì mới bắt đầu là tạnh mưa. Tạnh mưa thì mới bắt đầu là đi vào làm được. Đấy, hiện tại thì là cái ngôi nhà của hai ông cháu của bác thì đã hoàn thiện xong cái phần đổ phần móng rồi. Bây giờ đang chuẩn bị là lên hàng gạch rồi các bác.
Trong quá trình làm thì Lực cũng đã nói rất là nhiều rồi, có những cái chỗ nào mà sai sót thì rất là mong các cô bác anh chị biết về cái trong cái lĩnh vực mà xây dựng ấy, thì là có thể là chỉ dạy cho Lực nhiều hơn để làm sao mà cho Lực biết thêm những cái kinh nghiệm từ những cái ngôi nhà mà cho Lực đã từng làm ra. Ngôi nhà này thì là cái ngôi nhà là thứ hai rồi. Ở đây thì là sau này cháu Lực mà đi chia sẻ thêm là bất cứ hoàn cảnh nào nữa cô bác, thì cháu Lực nhận được khoản bao nhiêu thì cháu Lực sẽ làm cái ngôi nhà như thế. Nếu mà sau này có cơ duyên mà nhận được là 50 triệu chẳng hạn, là làm một ngôi nhà 50 triệu thì cháu Lực chỉ biết là thiết kế là làm cái ngôi nhà là 50 triệu thôi. Đấy, thức phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Và rất là cảm ơn các bác, cô chú, anh chị đã đồng hành cùng cháu Lực trong cái suốt thời gian vừa rồi. Thì rất là mong trong thời gian tới khi mà cháu Lực hoàn thiện ngôi nhà, hai cháu sẽ được sự yêu quý và ủng hộ của các bác dành tặng cho cháu Lực là nhiều hơn. Và một lời chúc gửi tới cô bác anh chị mạnh thường quân trong nước và ngoài nước, một lời chúc sức khỏe và thật nhiều hạnh phúc, gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống để các bác cô chú anh chị kiếm được thật nhiều tiền để đồng hành cùng cháu Lực là nhiều hơn cô bác nhé. Đấy, có lẽ là thức phim này cũng khá là dài rồi, cháu Lực cũng xin được là kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở sóng tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào cô bác. Anh làm phiền anh một chút nhé, anh gửi một lời chào tạm biệt tới các bác khán giả ở trên kênh anh nhé. Cháu xin chào con các bà, chào cô chú anh chị ạ. Chào các em các chị nhá. Đây, ở đây là chú Toán là xây được một chút là phải là đo lại xem là cái kích thước của nó chuẩn không cô bác ạ. Chú Toán làm phiền chú một chút nhá, để một lời chào tạm biệt tới các bác khán giả. Xin chào con, xin chào cô chú anh chị. Trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.